Thì phía trước mặt các bạn đang là cái con Lara A1 mà mình bung ra thử để chỉ cho các bạn biết phía bên trong của nó là có những cái điểm mấu chốt nguy hiểm nào khi các bạn đi xe ngập ha. Thì cái bánh xe này các bạn cứ nhìn nè, đó, nước mà nó mực nước nè, đó, nó qua ngập tới bánh xe của các bạn là một cái báo động nguy hiểm rồi. Ngập tới đây cũng ok, nhưng mà nó đã sắp chạm tới cái ngưỡng nguy hiểm là chập cái chỗ này phải không anh Trung? Yeah. Ừ, đúng rồi nè, anh Trung anh chỉ nè, đây là những cái dắt nè, đây là cái nguồn chuyển nguồn DC nè, yeah. Còn đây là xe bóc nè, yeah. Cái phần xe bóc nước lên tới đây là ok chưa? Nước lên tới đây là ngập vô là bắt đầu là xong đi rồi đó. Chập mấy cái này phải không? Đúng rồi. Nếu mà bây giờ mình gắn keo nến để mình gia cố mấy cái này lại hết được không? Được. Là để nó chống ngập được. Chống ngập được luôn. Nói chung là nước bây giờ nó lên sắp, nếu mà mình gắn keo nến ha, bây giờ mình gia cố tất cả những cái phần này lại hết, bọc bao nó lại các kiểu thì nước có thể ngập lên tới đây ha, lúc bánh xe này tới yên luôn. Nếu mà cái này các bạn có thể thấy, nếu mà tới đây thì đã tới yên đúng không anh? Tới yên xe luôn rồi. Nhưng mà cái đó nó đụng tới ở sau rồi này, không được. Khi mà các bạn mà ngập lên tới đây á thì tất cả mực nước nó sẽ ngang là nó đi qua cục pin và nó đi tới ECU luôn. Rồi, không được. Luôn đó là tới ECU bản thân nó chống nước không sao hết. Nhưng quan trọng là mấy cái dắt á, chỉ cần nó chập một cái dắt thôi, ví dụ như là thắng điện rồi đá trống là đi nguyên cái hệ thống là các bạn đâu có đi được đâu. Các bạn nhận ra cũng không đi được. Đúng rồi, tại vì thắng điện mà khi nó đã chập rồi thì nó hiểu lúc nào cũng thắng, nhận ra lên nó không chạy luôn, dấu chấm than là nó lúc nào nó không hiện đó. Nói chung là cái mực nước mà các bạn có thể đoán được nguy hiểm là khi nào cái dè hay mất cái dè là thấy quải rồi đó, mất cái dè là nó cũng lên gần tới cái yên rồi đó ha các bạn ha. Mà lên tới cái yên là có nghĩa là phía sau đuôi nó sẽ có những phần nguy hiểm, và sau đây mình sẽ bung cái phía đuôi ra cho các bạn xem là những phần nào nguy hiểm, mình sẽ chỉ luôn. Ok, let's go. Action. Ắt chưa vậy anh? Rồi. Ắt rồi luôn hả? Rồi chơi đi, cho tự nhiên cái đi. Dạ, các bạn ơi, và sau đây mình đã bung cái sườn của con Lara ra rồi các bạn. Thì phía sau nó cũng có rất là nhiều cái mối nguy cơ nha các bạn nha. Cái này sao anh nè, nhấn xuống. Nhấn mạnh. Đó, ok. Thì xe mình không phải là xe zin nữa rồi nha các bạn. Thế nên là xe mình nó có một cái cục ở đây dưới đây nè. Đây là cái cục này để đọc cái đồng hồ. Xe mình nó có hai cái nguy cơ, và xe zin nó cũng có nguy cơ luôn nha. Cái xe A1 á, cái cục pin nó sẽ để như thế này luôn nè. Khi mà nước nó lên được tới đây, nước nó ngập qua tới đây ha, lấp sắp đây ha, nước nó sẽ vô đây, nó làm chập ở đây trước nè, là coi như cục pin này lên được luôn. Mạch BMS gì bên trong cục pin này là banh sát ha các bạn ha. Mà khi mà muốn nước lên được tới đây á, thì các bạn cái ngó này, cái biển số nè, đó qua đây nè anh ha. Đó, nước mà nó ngập biển số của bạn nè, nó ngập biển số có nghĩa là nó ngập gần lúc cái bánh, thì có nghĩa là cái cục benzin này cũng sắp chết rồi. Nên các bạn A1 lưu ý ha, xe này loại nước được, nhưng mà đừng có để ngập lúc cái bánh quá lâu. Ngập lúc cái bánh một lúc thôi, các bạn lướt qua nước rẽ sóng đi thì được, chứ mà ngập lúc cái bánh hoài luôn thì ok, một hồi nữa lên đường nha. Đó, đó là cái điểm mấu chốt nhất. Cái thứ hai là khi mà các bạn để nước qua cái bánh luôn, ngập lúc biển số luôn, tới đây nè. Đó các bạn thấy bên bụng nè, đó đâu đây nè, chỗ gác chân nè, đi chơi dễ nha. Ồ, phải không ta? Lên gác chân luôn. Đó, nước mà là lên tới đây nè. Bắt đầu nó ngập tới đây. Tới mấy cái khiển xe A1 zin thì cái khiển zin nằm ở đây nè. Đó, nó ngập ở đây thì nó chập nguyên cái hệ thống này luôn. Cái này là cái não của xe, cái này mà ngập cái là lên đường luôn. Còn riêng mình thì xe mình cái khiển zin mình đặt ở đây. Mà khiển zin này chỉ đọc đồng hồ thôi, khi mà mình bị ngập tới đây á, mà có khiển này có chết á, thì xe mình vẫn chạy, chỉ có cái đồng hồ là nó không đọc được gì luôn rồi. Đó, nó chỉ có vậy thôi ha. Thì các bạn lưu ý ha, cái bánh xe là cái rất là quan trọng để các bạn để ý là biết được cái xe Lara này sẽ được vượt qua nước hay không ha. Ngập hết bánh xe chỉ trong một cái đoạn đường ngắn vài trăm mét thì các bạn có thể vượt qua được, mà ngập hết bánh xe mà nguyên đoạn đường cả cây số 2 cây số thì các bạn có nguy cơ cao là dắt bộ. À, xe này không phải vô địch thiên hạ. Ok. Ok. Ok, màn 2 cảnh 1. Có nghĩa là mình đã nói về cái việc mà nguy cơ cao nhất của chiếc xe A1 này. Đừng quay dạ, dạ đúng rồi, anh cứ quay ngang đi ha. Cái nguy cơ cao nhất của chiếc xe A1 này là chết cục pin trước ha. Sau khi chết cục pin rồi nó mới tới chết cái khiển nè. Đó, khiển đặt đây. Rồi nước mà nó ngập lên tới yên là bạn chết cái khiển. Mà nước ngập lên cái yên đồng nghĩa với lại là nước ngập lên với lại cái cục C-book. Có một cái bộ não phía trước nữa để điều khiển chiếc xe này nữa. Coi như là hai cái não này mà chết lên tới yên là coi như là các bạn sẽ thấy cái xe nó sẽ chết, giống như cái hình cái chị ở trong ảnh ha. Mình sẽ để hình. Sau đây mình sẽ nâng cấp cái này chút xíu là mình đổi cái cục pin này ra. à, mình nhấc cục pin này ra đấy. Này mới có anh cameraman mới à. Phải bạn ăn nha. Mình sẽ bỏ cục pin này vô. Ôi. Đấy. Đấy. Và sau đây thì cái nguy cơ của mình nó đã khác đi rồi. Thì cái cục pin của mình này, cái cục pin độ nó cao hơn rất là nhiều so với cục pin kia ha các bạn ha. Không so được. Ừ, không so được, chút nữa mình sẽ so cho các bạn xem. Cao hơn một khúc luôn các bạn. Thì cao hơn một khúc đồng nghĩa là mình chống nước được thêm vài cm nữa ha. Sau đó thì cái nguy cơ của cục pin này nó vẫn còn. Khi mà nước nó ngập lên tới đây tới yên nè, thì đầu tiên là có thể là cục pin này của mình chết trước. Mặc dù mình đã gia cố bằng cách nó silicon các kiểu này ha. Ừ. Thì đó mấy cái dây, mấy cái rắc này chết trước. Đó mấy cái này nó tạch cục pin này là xong 20 củ. Đó khỏe ha. Đó, thì sau cái cục pin này thì tiếp tục là cái nguy cơ, nói chung là nước mà lên tới yên rồi thì cái Lara này coi như đem quăng luôn. Đem quăng cả cái này coi như đem về hết luôn ha các bạn ha. Thế nên là nước mà đã thấy lúc mất cái bánh rồi thì ok các bạn đã nên cẩn thận là vừa rồi ha. Con này thì loại nước rất là tốt, chống nước ổn, nhưng mà không phải là vô địch thiên hạ giống như các bạn vẫn làm tưởng nha. Tôi lại luôn, xe này không phải là cái tàu ngầm ha. Ok, hãy lưu ý nha các bạn nha, đây là một thông tin rất bổ ích. Đấy, xin chào tạm biệt. Phía trước mắt các bạn đang là thảm họa thật sự, tất cả các xe vô đây đều chết máy hết luôn, xếp hàng tiệm xe máy chán luôn. Ở đây bộ ngập nặng lắm hay sao? Rút rồi đi được mà. Đây nè, anh nói rút rồi nè, nhưng mà sao qua đây sao mà nó căng dữ vậy bay, quá trời. Bây giờ mình sẽ liều mình vào chỗ chết để coi có dẫn bộ nha. Có vẻ căng này các bạn ơi. Căng đét. Vì sao họ lại đây? Đây nè, có ai đây đâu. Đây. Đơn giản luôn. Giờ hết một bài toán kia tới lại tới.